Rồi, hello các bạn. Lai kênh âm thanh Đặng Duy Audio. Xin Tết cơm lịch on Kyo TXJS595. Tí này mời các bác xem qua cái hình thức của em đó. Con này mặt phay nhôm vàng chanh nha các bác. Mặt khá là đẹp ạ. Đang bãi về nhưng mà mặt mũi khá đẹp. Đúng volume có chày đây nha các bác. Đó. Ngoài ra là không có vấn đề gì nữa. Con này thì bát chép chỉnh cơ. Đó. Chỉnh cơ ngay trực tiếp trên mặt máy luôn. Rất là đơn giản và tiện lợi. Cho bác nào thích sự đơn giản. Đây là các đường vào nha các bác. Nút nhấn luôn. Đường vào. Con này thì có hai nguồn, đây nguồn chờ và đây là nguồn tổng ạ. Nhỏ thôi nhưng cho phép chơi A cộng B ở đây các bác thấy. A B. Rồi con này cho phép đánh loa từ 4 tới 16 ohm luôn nha các bác. Rất là dễ chơi ạ. Đây em đang test tín hiệu số VCM Digital qua cổng quang CD đây ạ. Speaker A, hai kênh stereo, đây là âm lượng. Đánh rất khỏe. Bên này là dãy, bên này là để menu setup nha các bác. Đó, như các bác vừa setup đây thì xoay thì nó sẽ di chuyển đây. Đó. Còn các bác muốn ok thì ấn ok enter chưa, bắt đầu cũng xoay. Đó. Rồi máy thì hoạt động tất cả hoàn hảo hết ạ. Con này cũng size lớn đó. Size đây các bác 17-18 đây các bác. Đó. Đánh rất lực nha các bác. Rồi máy này thì em đi kèm với lại cây remote học ạ. Tại vì cái dòng này em mà kiếm cây remote cổ của nó trước, cây remote rim của nó tầm phải 300-400 ngàn nha các bác. Rồi thì em đầu tư cho các bác cây remote học cho nó nhanh. Setup full chức năng. Đấy, volume đây. Đó, volume, menu setup. Đó, menu. Menu. Đấy, nước xanh điệu nha các bác. Enter. Exit. Exit. Rồi, chỉnh luôn volume cho từng kênh riêng biệt. Rồi, các đường vào. Đó. Đây đầy đủ đường vào cho các bác chơi luôn. Đó. Một là CD. Rồi chuyển chế độ nhạc đây nha các bác. Dưới đây phần này là phần chuyển chế độ nhạc. Hai kênh stereo đây các bác. On kênh stereo. Rồi bắt đầu đây chuyển, các bác thích chơi kiểu gì các bác chuyển được kiểu đó. Ba phím này luôn nha các bác. Đó. Đầy đủ các tính năng ạ. Bát chép thì các bác chỉnh trên này rồi. Đó. Size lớn, máy size lớn, đánh rất khỏe. Đây tiếp theo cạnh trên máy đẹp nha các bác. Đấy các bác thấy bãi về nhưng mà cực đẹp, cỡ này là đẹp rồi. Nắp không cứng móc. Đó. Có chày đây, sờn sờn cái lớp sơn thôi nha các bác chứ không phải chày hằn sâu xuống đâu. Hai bên hông nè, hai bên hông máy. Đó. Đẹp luôn. Đây đẹp. Đây em đang test cổng quang đây ạ. Đây quang in bớt hai quang in rè ao sấp điện, chơi sấp điện nha các bác. Con này đánh sấp điện đây. Speaker A đây, center surround và dưới này là front speaker B. Đó, các bác thấy đây. Rồi cuối cùng là tên của em, nó thông số Onkyo TXJS595, điện 100V, công suất 210W. Con này công suất tiêu thụ rất là thấp nhưng mà công suất đánh ra cho ra loa thì tầm 100W trên một loa nha các bác. Đây đó, em volume em chỉ nhít tầm 30 thôi, đây là 30% thôi. Đó, là đánh đã lớn rồi đó các bác thấy. Rồi máy thì em đang bán với cái giá là 2 triệu ạ. Rồi bác nào ưng em đó thì alo hoặc inbox cho em số điện thoại 0799100001, em sẽ trả lời sớm nhất ạ. Rồi cảm ơn các bác, bye bye các bác nha.